kiểu giảm cân của Sao Civic, người ăn muối kẻ tuyệt thực. Thứ nhất, chị Sảng tích cực uống nước. Mặc dù đã gầy lắm rồi nhưng cô nàng vẫn muốn tiếp tục giảm cân. Người hâm mộ từng phát hiện chị Sảng viết trong nhật ký giảm béo của mình rằng sẽ phấn đấu 17 ngày phải giảm được 7,5kg. Để giảm cân, cô nàng tích cực uống nước tinh khiết và ăn đồ ăn vặt. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung, thế nhưng chị Sảng có một nhược điểm khiến ai nhìn vào cũng quan ngại, đó là cô nàng quá gầy. Khi tham gia bộ phim truyền hình Yêu Em Từ Cái Nhìn đầu tiên, chị Sảng khiến khán giả cực kỳ hoảng hốt vì thân hình gầy gò, chân tay khẳng khiu của mình. Dù sở hữu chiều cao lên đến 1m68, thế nhưng có thời điểm chị Sảng chỉ có 44kg. Thứ hai, Thư Kỳ không ăn ớt. Thư Kỳ nổi tiếng nhờ vẻ đẹp quyến rũ ở độ tuổi 40. Để giữ hình ảnh không tì vết trước màn ảnh, nữ diễn viên không ăn thịt, không sử dụng gia vị và cắt bỏ hoàn toàn đường. Khi quay show thực tế nhà hàng Trung Hoa, Thư Kỳ không thể ăn bất cứ món nào có trong thực đơn. Cô không ăn thịt bò, không ăn ớt ngọt. Ngoài ra, Thư Kỳ cho rằng đa số phụ nữ béo phì là do không có thời gian để quan tâm đến bản thân mình bởi vì học tập hay bận rộn làm việc, căn bản là không có thời gian để điều chỉnh lại mọi hoạt động từ vận động đến ăn uống. Cho nên sau khi ăn cơm tối thì phải đứng ít nhất nửa giờ. Việc này có thể giảm đi lượng mỡ tích tụ ở bụng, còn giúp bạn giảm đi triệu chứng hay bị choáng ở đầu. Nếu sợ nhàm chán, bạn có thể lựa chọn một việc gì đó để làm, chẳng hạn như phơi quần áo, tản bộ hoặc là đánh điện tử. 30 phút trôi qua rất nhanh. Thứ ba, Trần Nguyên Hy kêu ăn muối. Trần Nguyên Hy sở hữu khuôn mặt tròn và má bánh bao dễ thương, nhưng điều này khiến nữ diễn viên bị chỉ trích khi vào vai Tiểu Long Nữ trong bộ phim Tân Thần Diêu Đại Hiệp. Kể từ năm 2013, Trần Nguyên Hy kiêng ăn muối vì lo sợ khuôn mặt sẽ sưng phù. Khi tham gia một chương trình về đề tài ẩm thực, nữ diễn viên làm khó các đầu bếp với yêu cầu món ăn không sử dụng thịt. Cô đồng ý ăn món chế biến từ cá mú nhưng với điều kiện không có muối, không thêm bột ngọt và cũng không sử dụng nước tương. Thứ tư, Dương Tử uống nước lọc cầm hơi. Để giảm cân nhanh chóng, Dương Tử từng nghiện ăn trong suốt 8 ngày liền. Thay vào đó, mỗi ngày cô chỉ uống nước lọc để cơ thể có thể trụ vững. Mặc dù chế độ ăn kiêng khắc nghiệt này có thể giúp nữ diễn viên giảm cân thành công, nhưng sau đó vì suy nhược cơ thể mà Dương Tử đã phải nhập viện. Cô còn chia sẻ, buổi tối chỉ uống một cốc thuốc, đói đến đau dạ dày. Tôi cảm thấy thể chất của tôi là thuộc kiểu người dễ béo, vì giảm béo tôi đã tuyệt thực, đến ngày thứ 7 cũng gầy được 2kg. Nhưng lần thứ hai sử dụng phương pháp nhịn này, cô chỉ gầy đi khoảng 0,1kg. Thứ năm, Ngô Cẩn Ngôn ăn rất ít vào buổi tối. Trên một show thực tế, Ngô Cẩn Ngôn tiết lộ cân nặng là 45,8kg. Nữ diễn viên cao 1m65, cô nhiều lần bị chê bai vì thân hình quá gầy gò. Ngôi sao của Diên Hy Công Lược tiết lộ bí quyết giảm cân là chia phần ăn trong ngày theo tỷ lệ 6-3-1. Ngô Cẩn Ngôn ăn no vào buổi sáng, ăn nhẹ vào bữa trưa và chỉ ăn rất ít vào bữa tối. Thứ sáu, Châu Tấn dùng gạo và rau luộc. Để vào vai một thiếu nữ trong bộ phim Như Ý Chuyện, Châu Tấn thực hiện chế độ ăn kiêng vô cùng khắc nghiệt. Trong tháng đầu tiên, nữ diễn viên chỉ ăn hai thứ đó là gạo và rau luộc. Trong tháng thứ hai, cô chỉ ăn thịt và rau. Điều này nghe có vẻ phản khoa học nhưng lại giúp Châu Tấn giảm cân hiệu quả. Ngôi sao 43 tuổi không ăn đồ đông lạnh và luôn chú ý chọn rau tươi và sạch. Thứ bảy, Thái Y Lâm móc họng sau khi ăn. Thái Y Lâm, nữ diva xứ Đài còn có cách giữ dáng khá đặc biệt, đó là móc họng sau mỗi lần dự tiệc. Cô cho rằng điều này sẽ giúp cho cơ thể không béo mà lại có thể thoải mái ăn no. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia sức khỏe, phương pháp này dễ gây tổn thương cổ họng cũng như ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa về sau. Dịch axit từ dạ dày còn gây ảnh hưởng đến giọng nói. Điều này rất quan trọng đối với một ca sĩ như cô nàng. Thứ 8. Địch Lệ Nhiệt Ba không ăn sau 7 giờ tối. Địch Lệ Nhiệt Ba chia sẻ, cô không hề duy trì bất cứ chế độ ăn kiêng nào để giữ dáng mà chỉ chú trọng chế độ ăn nhiều rau củ để bổ sung vitamin, chất xơ và khoáng chất cho cơ thể. Ngay trong chế độ ăn của Địch Lệ Nhiệt Ba đã được tiết chế không thể tăng cân với những loại trái cây và rau xanh quen thuộc như mướp đắng, dưa chuột, cần tây, cà rốt và táo đỏ. Trung bình mỗi ngày Địch Lệ Nhiệt Ba ăn 6 bữa nhỏ thay vì 3 bữa lớn mỗi ngày. Cứ khoảng 2 tiếng cô sẽ ăn nhẹ một chút với những loại trái cây tươi ít đường, các loại hạt nhiều dưỡng chất không gây tăng cân để có năng lượng dồi dào, hoàn thành tốt công việc. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng giữ nguyên tắc tuyệt đối là không ăn sau 7 giờ tối để giữ dáng. Ăn sau 7 giờ tối không chỉ khiến dạ dày khó tiêu, nguy cơ tích mỡ, đặc biệt tích mỡ bụng sẽ là vấn đề không thể tránh được.